Một ca tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thái Nguyên. Chỉ chưa đầy 5 phút thông tin về địa điểm, chốt kiểm tra nồng độ cồn này đã được cập nhật lên các nhóm kín trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Hành vi đó đã gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông. Để tránh né các cái chốt kiểm soát nồng độ cồn của cảnh sát giao thông, một số trường hợp đã lập nên các cái nhóm kín trên mạng xã hội, trên Facebook và Zalo để phản ánh, chia sẻ, tuyên truyền cho mọi người trong nhóm biết là đó lập trạm để tìm cách tránh đi theo hướng giao thông khác. Thì việc này thì chúng tôi cũng đã nắm được theo chức năng nhiệm vụ của phòng. Thì chúng tôi đang củng cố, xem xét và có thể thời gian tới sẽ xử lý một số trường hợp, đặc biệt là những người quản trị các cái trang này vì không quản trị được cái thông tin đưa lên nên gây có cái dấu hiệu gây cản trở cho cảnh sát giao thông trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Không chỉ có các ma men tìm cách đối phó mà ngay cả các nhà hàng, quán ăn cũng tìm đủ mọi cách để giúp khách tránh sự kiểm tra xử lý của cảnh sát giao thông. Một số nhà hàng cũng như quán ăn đã sử dụng người của quán ăn nhà hàng mình để mà đi theo và thông báo về tất cả những gì biến động của tổ công tác khi chúng tôi tham gia công tác tuần tra kiểm soát về quán và nhà hàng của mình. Sau đó các nhà hàng đó sẽ thông báo với lại khách hàng của mình để trốn tránh cái việc kiểm tra nồng độ cồn. Nhiều trường hợp tham gia giao thông sử dụng rượu bia có thái độ chống đối, không chấp hành, tìm cách né tránh, bỏ chạy. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Khi mà người điều khiển phương tiện mà phát hiện ra là tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì người điều khiển sẽ phanh xe một cách đột ngột, cho xe là chuyển hướng, quay đầu bỏ chạy. Đấy. Có thể là gây ra nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cũng như là người tham gia giao thông. Em bị bắt vào đây vì tội chống người thi hành công vụ. Thì hôm 18 em có ngày 18 em có mượn một chiếc xe ô tô đi cùng bạn vào trong một quán cốc ăn uống xong ra là bị tổ công tác giao thông Đại Từ là có ra hiệu lệnh dừng xe thổi nồng độ nhưng mà em không chấp hành mà em lên xe bỏ chạy. 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.810 người, bị thương hơn 6.500 người. Có 19 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người. Trong đó, một số vụ tai nạn kinh hoàng có liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích. Trước tác hại đó, thay vì tìm cách né tránh việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng, hãy là người có văn hóa khi tham gia giao thông. Đã uống rượu bia là không lái xe.